Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhấn like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu bạn tham gia một chương trình góp nhẫn 2,5 tóc cần có hiệu là City Shoot nè các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn gần link phần link mô tả với video mà Telegram Start Chatbot nè bạn. Rồi bấm show này góp nè. Rồi bấm show này góp nữa các bạn. Một tóc cần này khoảng 0.95 mà nhận 2,5 tóc cần có khoảng 2,5 đô các bạn. Bấm chọn này drop luôn đi các bạn. Rồi, hình vô đầu tiên các bạn chọn cái Sprite website. Các bạn vào website nó Sprite nữa các bạn. Hiện tại đâu rồi ta? Google Map. Nắp ba cạnh cùng. Rồi, các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn vào đây các bạn Sprite các bạn. Rồi, bạn bấm nút Sprite nè. Rồi các bạn trở về các bạn. Để qua mail mình coi nó có gì mail không các bạn. Nếu có gì mail thì mình có phép mail không vậy thôi. Rồi nó không có mail về các bạn. Chỉ việc join kênh group nè. Bắt up lên nè. Join tiếp kênh seller nè. Rồi bạn bắt up lên nè. Tiếp tục follow tại Twitter và retweet nè. Trên tờ Twitter các bạn theo dõi nha các bạn. Cho ăn like nè, cho ăn tweet lên nè. Rồi bạn bắt up lên nè. Rồi bạn bấm submit đi tên nữa các bạn. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ username tại Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi tiếp tục submit username Telegram của mình nha các bạn. Bạn nào không biết thì nhấp vào bao anh cùng vào setting thì sẽ thấy được username Telegram mình các bạn. Tiếp tục thì bạn điền địa chỉ email của bạn đã subscribe website này nè. Rồi tiếp tục các bạn gửi địa chỉ với BNB Smart Chain Bet20 trên với chocolate mình nè. Rồi các bạn copy nè. Mình gọi là chatbot nè. Rồi các bạn bấm Mi Balance để check số cần mình kiếm được. Mình đã nhận được 2,5 tóc cần City chút nữa các bạn. Rồi các bạn bấm cái link lên ghép chia sẻ những về và người thân kiếm thêm tôi cần người ta các bạn. Vậy video hôm nay cũng kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.